Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip tập hợp mô hình Iron Man các bạn. Iron Man này mình vừa mới đặt được ở trên Shopee nha các bạn. Đây, chưa khui luôn. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái clip khui tập hợp cho các bạn xem nha. Đây. Đây các bạn. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt chia sẻ và đăng ký nha các bạn. Đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Đây. Không biết bên trong nó như thế nào các bạn. Cái shop này có hàng kỹ quá. Hộp nhìn thấy đẹp đó các bạn ơi. Bên ngoài nó có một cái lớp bọc nữa các bạn, bảo vệ cái hộp nó không bị chày nhé. Đây, mình xây cho các bạn xem nha. Iron Man nha các bạn. Con này hình như là tỷ lệ 1 trên 10 các bạn. Đây. Rồi mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Các bạn, hộp thôi là cũng thấy đẹp các bạn ơi. Đây mình sẽ dở nó ra nha. Đây, đó. Đây. Đây bên trong là nhân vật Iron Man nha các bạn. Đây. Và dưới đây là những cái phụ kiện kèm theo các bạn. Mình lấy ra luôn. Dính một miếng keo trong này, dán một miếng keo dính trong này nè các bạn. Thì đây gần là cái giá đỡ nè, mấy cái tên lửa với mấy cái bàn tay để thay thế các bạn. Đây. Mình sẽ khui Iron Man ra nha. Quá đẹp các bạn ơi, bóng loáng.
người dắt Iron Man. Mình không gành về nhân vật này quá, cho nên mình không gành về nhân vật này lắm các bạn ơi, cho nên mình không có nói nhiều được. Tại vì mình thích thì mình mua sưu tầm chơi thôi, chứ mình không có gành về nhân vật này. Đây có khớp của nó này, đó, chân nó này, tay nè, tay vẽ được nè, đây có hông nè các bạn, đây bàn tay nè, đây là mình có thể tháo vào được, còn mình gắn những cái bàn tay kèm theo các bạn, mặt nó nè, cái đầu rất lắc gì được luôn các bạn. Ôi nhìn nó đẹp các bạn ơi, nhìn bóng loáng đẹp. Đây, cái sau nó là con Hulkbuster, con này tỷ lệ 1:9 các bạn. Em này cái này 1:10 nhỏ xíu luôn. Đây là lần đầu tiên mình đặt Iron Man ở trên Shopee nha các bạn, đầu tiên mình mới đặt mua luôn á, thì kết quả là đẹp lung linh nha các bạn, bóng loáng. Cái chân nó bẻ được đây nè, con này mình mua với giá là 550k nha các bạn, giờ mình thấy trên Shopee bán cũng nhiều á, bạn nào có muốn mua thì có thể liên hệ, có thể lên Shopee và đặt hàng nha. Đây các bạn, mình thấy thích quá mình mua thôi, chứ mình cũng không có gành về cái nhân vật này. Đây, con này thì nó không có đèn nha các bạn, hình như cái phần này của nó hình như dở lên được nè, như cái cánh của nó nè, đây các bạn. Nước này như bd vậy. Nó đứng cũng vững đó các bạn ạ, đứng vững. Cái cánh của nó nè, cái này bằng nhựa nha các bạn, đây